Các bác thân mến, vẫn là cầu quen thuộc, lanh canh lách tách, chát chát, cốp cốp, cộp cộp, ập ình, dập dình. Đó là những gì mà Loa Mỹ luôn mang đến cho người nghe một cảm giác thú vị, say sưa và thuyết phục. Chưa bắt gặp vào anh em, anh Nguyên đang test âm của gặp loa 4 số 4655. Một giọt loa xuống mắt 40 từ 19 họng 76 và một phép kèn từ 14 họng 4.4. Loa là loa tình trạng xuất sắc quá nhá. Mùi thơm bức lồng với tiếng nhạc tạo cho người nghe nhạc một cái cảm giác cực kỳ thân thương và thuyết phục. Quá hay. Ôi rồi. Đúng rồi, loa Mỹ thật mà, test Mỹ thật. Cắm tai phone, nghe tiếng bát nó buông, giải tép nó phóng, nó vẫy và giải trung nó phóng thôi nhá. Về một dòng loa có thể nói là không những nghe hay, bởi đẹp. Tôi đang là được bên em thanh lý từ những quán hát cao cấp của Mỹ nhá, và chuyển từ Mỹ về, loa thì chẳng hoạt động cực kỳ xuất sắc. Đó. Dòng loa này là loa 4 số, có độ rộng là 48, sâu 33. Cao 65, công suất từ 250W cho đến 600W. Thùng gỗ vuông, có thể treo đứng trên nằm ngang. Thùng gỗ bọc da, bông vàng cháy luôn nhá. Khi mà loa hoạt động, được một áp lực không khí ép từ loa bay ra ngoài, có mùi thơm lồng với những nốt nhạc và những tiếng guitar. Bát của dòng loa này vẫn còn màu xanh mướt luôn nhá. Keo chỉ tròn xe, gân luồn đầm dầu, ba sóng, phép kèn, mới quắc coi nhá, loa mới, rất đẹp coi nhá. Và hôm nay em sẽ bán cho bác một loa hạ giá, so lúc đầu là 1.000.000 thôi nhá, 1.000.000. Loa là 4655, 4 số 81. Quá hay. Con này bắt để ở những cái phòng trà, phòng khách thì nó sẽ tạo ra một ngôi nhà xuất sắc. Em đang ghép một cái đẩy Motivity MTV850 một chiếc vang xuống X6 một lần đếm. Đấy, nó sẽ ra hay này nhá. Trong sạch, chi tiết, ngọt ngào. Hôm nay em ấy, giảm giá sốc cho bác 1.000.000. Thì đô la này còn là 26.000.000 bao ship bác nhá. Mùa Covid khó khăn, trồng rất khó khăn. Loa hay, quảng cáo hay, các bác chả mua loa đẹp gì cả, buồn quá bác. Bao zin tuyệt đối bác, từ Zek và từ Zek nha, tức là zin tuyệt đối luôn nhá, zin gì luôn. Loa này gọi là loa dùng lướt bác nhá, không phải hàng bãi, không phải hàng bò, mà loa đang hoạt động bình thường như này, người ta chuyển về Việt Nam mà cung cấp cho các bác. Giá em đang giảm 1.000.000 nhá, là 26.000.000 bao ship các bác, chuẩn chỉ luôn. Không hay không lấy tiền. Đặc biệt Loa Mỹ thì luôn luôn chinh phục được những trái tim nghệ thuật, những cái tim mà đam mê về âm thanh đều phải thâm phục. Đó là tiếng tép sắc trong, lẩy tươi, gọn, giải bass sâu mềm, mọi thứ đều xuất sắc con nhé. Hát và nghe nhạc đẳng cấp. Và đặc biệt dòng Loa Mỹ thể hiện trên dòng nhạc opera, đàn giao hưởng
dòng nhạc mà thính phòng cực kỳ tốt nha. Anh với cả các bạn đã theo dõi video nhá. Giá em thông báo lại là giảm giá 1 triệu nhá, 26 triệu bọc siêu hoa. Hương lâng lâng tách trà.